Thưa quý vị, những ngày vừa qua, dư luận chúng ta vui mừng trước việc người đẹp Ede Hehenye xuất sắc lọt vào đến top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2018. Từ chỗ bị nghi ngại vì là một hoa hậu có vẻ đẹp lạ, không theo chuẩn Á Đông thông thường. Nhưng dần dần, khán giả lại yêu thích Hehenye bởi sự chân chất, thật thà, lạc quan và tràn đầy năng lượng tích cực mà cô thể hiện trong suốt cuộc thi. Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ sự tiếc nuối bởi nếu như giá như là Hehenye thành thạo tiếng Anh hơn một chút nữa, thì cô có thể trở thành Á hậu và thậm chí là Hoa hậu Hoàn Vũ, chứ không chỉ dừng lại ở top 5. Từ trường hợp của Hehenye, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để có thể bàn về tiêu chuẩn lựa chọn người đẹp đi thi Hoa hậu quốc tế. Và để có thể trò chuyện về chủ đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Tổng Giám đốc của Elite Việt Nam, đơn vị đã đưa bản quyền cũng như đơn vị đã nắm bản quyền trên 30 cuộc thi Hoa hậu người mẫu tại Việt Nam. Xin chào bà, cảm ơn bà đã dành thời gian để có thể có mặt tại đây và có những chia sẻ cho khán giả VTC ạ. Vâng, là một người gắn liền với khá nhiều cuộc thi sắc đẹp thì việc cô gái Ede Hehenye lọt vào tới top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ quốc tế năm 2018 thì bà có cảm thấy bất ngờ không ạ? Thật ra thì trong suốt quá trình Hen tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thì tôi cũng có theo dõi những phần trình diễn của Hen và cái cách thể hiện của Hen. Thì khoảng 5 ngày trước khi cuộc thi chung kết diễn ra, tôi cũng đã có dự đoán là Hen sẽ lọt top. Tuy nhiên là lọt đến top 5 thì quả là tôi cũng khá là bất ngờ. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là có thể rằng tất cả những cái điều mà Hen thể hiện đã thuyết phục được ban giám khảo, ban tổ chức để đưa đến một cái kết quả phải nói là thật sự là một cái kỳ tích cho Việt Nam trong năm nay. Và tôi nghĩ rằng còn rất lâu nữa mới có người phá được cái thành tích như thế này. Vâng, có lẽ rất là tự hào cho Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Mỗi người thì đều có những quan điểm riêng về cái đẹp ạ. Có lẽ vì vậy mà trước khi Hehenye đến với cuộc thi thì cô cũng đã nhận được khá nhiều những cái ý kiến trái chiều xung quanh là việc cô đi thi và đã trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2017 của Việt Nam và cũng như là lọt vào top 5 của Hoa hậu Hoàn Vũ quốc tế 2018. Vậy trước những cái ý kiến trái chiều này thì bà cảm thấy thế nào ạ? Tôi cho rằng đấy là một điều hết sức là bình thường, bởi vì là vẻ đẹp ấy thì nó phải có rất là nhiều những, tức là nó phải đa dạng và nó tức là mỗi người họ có một cái vẻ đẹp riêng của họ. Còn nếu như một cái cuộc thi mà cứ chọn theo một cái tiêu chí mà các năm thí sinh đều theo một cái tiêu chí đẹp như vậy, tôi cho rằng nó sẽ rất là nhàm chán và tẻ nhạt. Riêng trường hợp của Hen thì tôi nghĩ rằng đó cũng lại tiếp tục lại là một cái câu chuyện là một cái vẻ đẹp nó rất là khác biệt với cái tiêu chí của nhiều cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn theo cái chuẩn là đẹp thuần Việt. Mặc dù nói thật sự là đến giờ phút này gần 20 năm làm trong nghề tôi cũng không hiểu thế nào là đẹp thuần Việt. Và tôi cũng không hiểu tại làm sao mà lại đi theo một cái tiêu chí là đẹp thuần Việt rồi đem cái đẹp thuần Việt đấy ra quốc tế. Bởi vì nếu chúng ta làm như vậy thì có khác thì chúng ta áp đặt là đẹp thuần Việt gọi là tiêu chuẩn của quốc tế đâu. Và trên thực tế thì mọi người đã thấy rất là rõ là đến giờ phút này thì có khoảng hơn 200 thí sinh Việt Nam đã tham dự các cuộc thi Hoa hậu lớn nhỏ trên thế giới từ 16 năm nay, tức là từ năm 2002. Và đến giờ phút này rõ ràng là Hen là thí sinh mà đạt cái thành tích cao nhất. Trong khi cô ấy lại là cái thí sinh mà gây ra cái tranh cãi nhiều nhất về mặt nhan sắc. Đương nhiên tôi nói như vậy không có nghĩa rằng là các cuộc thi sau lại cũng lại theo cái tiêu chí là tóc ngắn da ngăm. Bởi vì thật ra cái tóc ngắn da ngăm đấy có thể nó rất là phù hợp với cô Hen, nhưng lắp vào một người khác thì nó không. Bởi vì nó là cái đẹp, tức là nó như là cái bản chất của Hen rồi. Đó. Thế nhưng mà qua cái câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là có lẽ ban tổ chức các cuộc thi Hoa hậu nên có cái nhìn nhận khác với cả cái tiêu chí mà từ trước nay chúng ta cứ đi theo đi. Có nghĩa là chúng ta phải nên đa dạng hóa cái sắc đẹp của thí sinh. Nhiều khi là chọn người đẹp cũng phải phù hợp với cuộc thi. Chính xác, đấy là tiêu chí đấy. Và đấy là điều rất là tiên quyết đấy. Đấy là điều tiên quyết đấy. Một trong những cái điều mà Hehenye đã có được. Chính xác. Vâng, sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thì rất nhiều khán giả họ tiếc nuối rằng là nếu như mà Hehenye có cái khả năng nói tiếng Anh tốt hơn, ứng xử lưu loát hơn thì có lẽ là sẽ có cái vị trí cao hơn ở trong cuộc thi này, thì bà nghĩ sao ạ? Tôi không cho là như thế. Mặc dù bây giờ nếu mà nói rằng là nếu mà Hen tiếng Anh thành thạo lưu loát hơn thì có thể giải cao hơn, và cái thành tích mà Hen dừng ở top 5 là tại vì phiên dịch, thì tôi nghĩ rằng là ai cũng có cái lý của họ hết và cũng không có cái gì để chứng minh là mình đúng hay là người kia sai. Tuy nhiên tôi cho là như thế này. Thật ra tiêu chí để mà chấm một cô hoa hậu nó là một yếu tố tổng hợp, tức là ban tổ chức người ta đi theo, ban giám khảo người ta đi theo thí sinh trong suốt 2-3 tuần lễ, thậm chí cả một tháng.
và không phải vô cớ mà một cuộc thi hoa hậu họ luôn luôn kéo dài với cái thời gian dài như vậy. Nó khác với một cuộc thi người mẫu. Một cuộc thi người mẫu ví dụ như là cuộc thi Elite Model Look là cuộc thi tìm kiếm người mẫu lớn nhất thế giới. Cuộc thi mà sản sinh ra 80% siêu mẫu trên thế giới, nhưng họ kéo dài có 5 ngày thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì người mẫu họ chỉ hoàn toàn họ chỉ tập trung vào tiêu chí diễn catwalk, pose hình và các kỹ năng biểu diễn. Nhưng cuộc thi hoa hậu thì nó khác. Cuộc thi hoa hậu thì ban giám khảo người ta đi theo thí sinh trong suốt mấy tuần lễ đấy để người ta mới có thể nhìn nhận được là thực chất, cái bản chất con người cô thí sinh này nó như thế nào. Chứ không phải chỉ có mỗi cái câu chuyện là tiếng Anh cô giỏi hay không, mặt cô đẹp hay không, body cô có xuất sắc hay không, hay là kỹ năng biểu diễn của cô có tốt hay không. Nó là yếu tố tổng hợp. Chính vì vậy nên mọi người có thể nhìn thấy rằng là có rất là nhiều thí sinh đạt giải hoa hậu nhưng mà chưa chắc họ đã được cái giải là khuôn mặt khả ái nhất. Hay là cũng chưa chắc họ đã được cái giải là body đẹp nhất, hay họ cũng chưa chắc đã được cái giải là trình diễn dạ hội đẹp nhất. Không phải như thế. Cái quan trọng ở đây là hoa hậu họ phải là một thí sinh đạt được những cái yếu tố tổng hợp. Và từ họ toát ra một cái năng lượng mà người ta cứ hay gọi là beauty queen ấy, tức là nhan sắc của một nữ hoàng. Cái sự tỏa sáng của một nữ hoàng chứ không hẳn chỉ là người ta đẹp. Và tôi cho rằng đối với Hen ấy, thành tích lọt top 5 là vừa vặn với cô ấy. Bởi vì tôi có một cái câu chuyện như này nhé. Ví dụ cô Hoa hậu Thế giới 2011, cô không hề biết nói một câu tiếng Anh nào hết. Đó là chính là điều cô thổ lộ đấy. Khi chúng tôi làm Hoa khôi áo dài Đường tới Vương miện Hoa hậu Thế giới 2014, năm mà cô Lan Khuê đăng quang, chúng tôi mời cô Hoa hậu Thế giới tới ngồi ban giám khảo chấm. Và trong buổi họp báo, chính cô là người kể cái câu chuyện rằng khi cô ấy đăng quang Hoa hậu Thế giới, cô biết nói đúng một câu hello xin chào thôi. Nhưng tại sao cô đăng quang Hoa hậu Thế giới? Bởi vì người ta nhìn thấy được cái sự nhân ái, cái sự tỏa sáng từ con người của cô ấy. Chứ không phải chỉ là cái câu chuyện là biết nói tiếng Anh hay không. Mà nhiều khi là tổng hợp của một quá trình. Chính xác, đúng không ạ? Chính xác. Trước kia thì cũng đã có rất nhiều những người đẹp Việt đã đi thi các cuộc thi quốc tế và họ có hình thể tốt này, có khả năng trình diễn tốt và bên cạnh đó thì cũng có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất là tốt. Tuy nhiên thì khi mà đi vào những cuộc thi này thì càng vào sâu thì càng không có những cái giải cao. Theo bà thì phải chăng là cái tiêu chuẩn của Tây thì khác ta? Chính xác. Đó chính là cái câu chuyện mà chị vừa đưa ra đấy. Có nghĩa là chúng ta dường như là chúng ta đi một mình một đường. Tức là cái tiêu chí của chúng ta chả có phù hợp một chút nào với cả tiêu chí quốc tế cả. Mà chúng ta cứ tự ngồi tung hô mình rồi bảo mình là nhất, mình là tuyệt vời. Trong khi tôi nói ví dụ như là thế giới người ta muốn ăn bánh sandwich mà mình thì cứ đem phở đến. Thì làm sao mà họ tiếp nhận mình được. Chúng ta phải hiểu là như thế này này. Khi mà chúng ta tổ chức một cái cuộc thi trong nước và đưa thí sinh đi thi các cuộc thi hoa hậu trên thế giới, thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng mỗi một cuộc thi cái tiêu chí của họ là gì. Từ cái tiêu chí của đó thì chúng ta mới chọn ra được thí sinh nó phù hợp với cuộc thi đó. Nếu chúng ta chọn được thí sinh phù hợp với cuộc thi đó thì coi như là chúng ta đã giải quyết được 50% vấn đề. Còn 50% vấn đề còn lại nó sẽ nằm ở kỹ năng biểu diễn, kỹ năng mềm, tức là ví dụ như là Q&A trả lời và phỏng vấn và trả lời, rồi kỹ năng tỏa sáng, rồi tiếng Anh, rồi những cái phụ kiện đi kèm theo, ví dụ như là ví dụ như trang phục, rồi diễn xuất, tài năng, vân vân. Thế thì cái đó là đầu tiên tôi cho là như thế này này. Cái mà chúng ta phải giải quyết ngay lập tức là chúng ta phải có một cái hệ thống đào tạo bài bản. Những cái kỹ năng đấy nó phải như là ăn vào máu của thí sinh. Và thứ hai là các cuộc thi trong nước phải đưa ra được cái tiêu chí rất đúng với tiêu chí quốc tế để từ đấy chọn ra những thí sinh phù hợp. Vâng, rõ ràng là mình sẽ phải có rất nhiều những cái điều kiện và rất nhiều tiêu chí để chính có thể xác đưa một người đẹp đi thi một cuộc thi hoa hậu mang tầm vóc quốc tế, đúng không rồi, đúng và rồi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thúy Nga đã dành cho chương trình Chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn. Thưa quý vị, với nội dung của tiểu mục Chuyện tối nay cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.